Rồi con xin chào các bác xe đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay con thanh lý chồng thanh lý nha các bác. Nó cái xe này là cái xe bánh 24 nha. Bánh 24 này là bánh xe xe lở dành cho nít hoặc người lớn mà phải lùn nha các bác. Nó con bán con xe này hôm kia rồi nhưng con cái có anh ở ngoài Thanh Hóa không biết ảnh anh suy nghĩ sao không biết nữa. Rồi anh chốt xong rồi gửi ra ngoài cái anh không nhận giờ quay về ha. Thì bán con xe này 2,5 triệu thì cũng thẳng câu à. Tính ra thì cũng bán lấy mấy món gì đó cũng đủ đủ đồ rồi mà nước sơn thì sơn kim hay sườn sườn đẹp có nhiều bác cũng hỏi mua mà con cái ảnh chốt rồi nên con gửi ra ngoài rồi giờ cái anh không có nhận nên gửi về rồi con đem thanh lý lại cho mấy bác chơi mấy bác nào cần thì alo con. Con xe này tổng thể của nó là bánh 24 nha là bánh bánh nhỏ nha nó 24 nhỏ sườn nhỏ đó nó dùng này dành cho xe mấy đứa nít khoảng tầm mười mấy tuổi á, chạy là ok nhất còn nếu người lớn thì phải kéo bố viên lên cao hoặc người đó lớn phải nhỏ con gì đó nha cái bánh này là vỏ gục rời nha thay vỏ gục bình thường đùm thì đùm nguyên đi nguyên group Exige ha rồi con vô chi tiết cho mấy bác tham khảo luôn đầu vô giới thiệu cho mấy bác là cái ngàm của nó nè cái ngàm này là ngàm Exige nha Exige da băng cái ngàm này là lắp trong xe 700c được luôn ha nó xài chung chỉ có cái bánh với cái sườn này nó khác thôi đó, với cái vỏ dĩa thôi ha còn đùm này thì cũng đùm Exige ha đùm Exige này cũng 36 cầm lắp cho được xe 700c bình thường luôn ha sườn này sườn sơn zin nè có đóng mộc chuyện dưới đây ha vỏ dĩa thì vỏ dĩa nhôm hàng Malaysia ha nói chung cái đề hôm kia nó cũng có xấu cũng gửi thêm một cái đề phụ á, kiểu mà giống như là nó có xấu quá thì mình thay qua cái này cũng được gỡ bánh xe thay qua thôi nó cùng một hãng nha con này thì nó đi bông tăng Tectumit da bằng nè cái bông tăng khá là đẹp ngoài cái bông tăng không có bán hơn được tầm 400.000 cái ghi đông này cũng cũng lắp cái xe này người lớn được luôn đó nó khoảng tầm ba mấy chứ không nó tài thẳng của Exige luôn ha cây cốt yên này cũng khá là đẹp nè. Hôm kia nói chung là nó cũng kẹt cục yên nên con cũng gán mở dùng cho ảnh nên ảnh cho nó đừng có dính nó hơi chạy chút xíu này kiếm này đẹp ha tầm trước bánh trước hay con có gửi theo cái đề phụ thêm chứ mà ảnh tặng thêm cái yên nữa cái yên này nó đắt quá là tháng trước ha Exige da bằng nha lắp 7 xe bình thường nha cái đầm trước cũng đầm Exige luôn nha da bằng 36 lỗ luôn nha tài thắng cũng tài sáng Exige da bằng luôn nó có cái nó mắc 2 miếng ngủ đây nè cặp bidan lô nhôm ngoài sắt luôn nè. Đó tặng thêm cái yên này nữa nha nó không có tặng thêm yên nói chung là sợ dây nó mục cái tay cóc á nó bảy nó mục tặng thêm mấy cọng dây nữa cho đẹp thay vô nó tay cóc là cũng cóc Shimano Exige luôn nha sang dĩa rồi nó mục nè con thấy nó cũng không được đẹp nên cũng tặng thêm là cái đề nó bị xét xét nên con tặng cái cũng đợi tặng theo cái cùi thôi chứ không có bánh xe nói chung là mình bóc bánh xe bên đây qua tại nó cũng chung một bờ đời á nhưng mà thấy nó hư thì nó có xét gì đó thì mình thay ở còn cái này nó đi cái clip 7 Shimano da băng luôn nha coi thả ha nói chung tổng thể xe này cũng không có gì đặc biệt ha nói chung là niền á thì niền lâm đền đấy nó vỏ ruột thì nó mục hết trơn da băng nó mục hết mục nó mục đó biết sao vậy rồi dĩa này nếu dĩa nó xét ha giờ nhôm dĩa xét dĩa nó có xét giờ thì giờ Malaysia như các giờ Malaysia chứ không có giờ da băng nha nói chung là xe chưa dọn thì nó không phải gì thôi sườn sơn thì đẹp thế chỗ này nó có chắc co đi sơn màu xanh nó ghim ha có đóng móng chưa nha móng vỏ ruột lông đền ha trong cái xe này thì mình dọn thôi chứ còn kiểu mà con bán cái giá này thì chỉ dọn thôi chứ vợ con nói thiệt chứ bán cặp ngàm này thôi bán cặp ngàm này rẻ 300 thôi bán cây này 300 nữa thôi 600 bộ tay cóc cho 300 nữa 900 có quyền cho 300 nữa thôi 1,2 triệu cặp đùm cho 500 thôi 1,7 triệu đó. Ủa đã thắng cho 150 thôi là
2,9 triệu. Còn cái clip này cho 400 nữa thôi. Là 2,3 triệu. Rồi cái ghi đông đó cho 100 thôi, 150 thôi, ghi đông nó dành cho người lớn được luôn. Là 2,5 triệu rồi, còn nguyên cái sườn với cái bánh bỏ luôn. Rồi hôm nay con thanh lý là cho mấy bác chị chơi nha. Rồi 2,5 triệu con ship luôn. Con thấy được cái alo con ha, cặp bi đan nó 100 mấy 200 nữa. Nói chung là cái yên nữa, nói chung là thôi thôi mấy cái đồ linh tinh con thanh lý không nói, nhưng có cái nếu mà con gã con bán thì con bán vài món cũng đủ rồi. Thôi ha, rồi bác nào thấy được thì alo con, rồi nên chào các bác.